Hello nha anh em, ngắm xe buổi tối anh em ơi. Buổi tối chúc anh em vui vẻ nhé. Cái xe nào mà đậu ngoài đường mà thấy thích thích thì cứ quay thôi. Cái xe này nãy đậu cặp đây, về lên đây review cho anh em xem chơi. Tại nãy có anh em mới gọi hỏi Suritan, phép có hai chiếc, chiếc màu tím và màu đen. Mà chiếc màu tím thì bán rồi, chiếc màu tím thì năm mấy thôi, chiếc này thì bảy mấy nha anh em. Nhưng mà phép nó phép còn chiếc đen, cái anh em nói chiếc đen không đẹp. Chứ thật ra cái chiếc đen này là cực chất, cái xe cực chất. Cái xe này đậu ở mép ngoài mà đi ra dòm vô dòm ra dòm vô dòm nó cũng sướng thôi nè, nó sướng. Sẵn quay sơ sơ rồi, anh em mình nói về cái dòng này tí xíu chơi cho nó đỡ buồn buổi tối rảnh. Mà xe này nó bạc sơn tất tần tật, nó zin hết luôn anh em, nó chưa bắn dặm luôn á. Anh em thấy không, cái hộp sơn đó nè, hộp sơn đó là chỉ có một số chỗ là chỉ nhẹ thôi. Rất là đẹp luôn, thấy chưa, hộp sơn đó nè, cái này cũng sơn zin luôn nè, nhìn đã lắm anh em. Cái dòng này thì áo sống nó dùng, nó xài đồ chung với Viva nhiều, nó xài chung đồ với Viva cũng khá là nhiều nha anh em. Cần số này cũng của nó luôn nha anh ha, nó rất là lạ. Cái này cái nắp bên đây với cái nắp đuôi cá này cũng còn zin luôn, không có bắn dặm luôn, sơn zin đó anh em. Giờ đây nè, nó bào mòn mất thời gian tí xíu là anh thấy không nè. Còn rất là đẹp luôn. Cái chữ Z này nè, có một số anh em về anh em sơn cái chữ Z màu đỏ thì rất đẹp, còn zin nó thì như vậy anh em ơi. Có nhiều anh em sơn này, này cảnh rảnh sơn cái chữ Z cái màu đỏ nhìn cũng đã luôn, sơn màu đỏ giống này đó, nó riêng nó chân luôn. Xe này là anh em nói là máy giữa chưa trẻ luôn á. Ha, xăng này, bịch xăng cái co này anh em ha, cái co nó tàng bản này, cái miệng co này bắt, nó có số 2 này ha, số 2. Cái bô pin ở đây, xe này sơn cũng sơn zin luôn nha anh em. Sơn một xíu rồi sơn zin luôn, bạc cuộc đùm cũng còn zin hết luôn. Cái áo nó bữa phép coi là đúng đát luôn đó, đúng đát của thằng thằng Royan luôn đó nè. Bữa coi ở đâu quên rồi, 1994 luôn bạc cuộc đùm của nó cũng còn hết. Thằng này thì cái số khung số máy đó đó, nó cũng là đá xì bo á. Bởi hồi đó bị mấy ông tôi lấy đá giấy qua xì bo nhiều, bởi thành ra cái này bây giờ nó rất là ít, nó rất là ít luôn nha nè. Sườn nữa đó, sườn nó dính đen khui luôn đấy không đó. Ví dụ như xì bo thì E114, còn nó là E116, nó rất là giống. Tại vì thằng Surutan thì nó Surutan là E107, nó không có giống bằng thằng này. Này rất giống xì bo màu càng luôn đó, màu càng thì E114 còn nó là 116. Bởi vì ông tôi lấy cái mỏng mà mấy con su trắng trắng lá là còn chưa, mà ông lấy mà ông đóng qua xì bo sát bán phế liệu, mấy cái này chưa tháo mở, bởi vì giờ vừa riết rồi hết hết xe luôn. Cái thằng này đi đi cái đi nó chuẩn, nó đậm hơn thằng thằng Suritan nha anh em. Suritan thì được cái kiểu dáng nó đẹp,
anh em nhìn nó thon gọn săn chắc, nhìn cái hình hình tướng này nó đẹp ha. Còn hàng này thì nó bầu bỉnh, nhưng mà này đi rất đầm, đi nó đầm kiểu na ná, tự tựa như hàng xuôi vai vậy. Còn cái bô này bô gấm bóng anh em ha, bô 1985, 1985 Thái Lan gấm bóng. Gấp này còn dính nè, kể cả đầm phục đó. Ốc nó sắc nha nè, bên này cũng dính luôn. Nhớt mà nhớt máy nó xài 1 lít nha nè, 1.000 ml là 1 lít ha. Bây giờ đạp dính á, thẳng thắn nhìn rất là đẹp đó nè. Anh em đậu ở ngoài dòm dòm nó rất là đẹp. Máy thì lăn tăn cấp độ không gài, không có chạy bệnh yếu, không gài đi cái xì bo Malay anh em, không gài cái bệnh yếu kéo không nổi nè. Máy thì cực kỳ luôn, máy cầm thì còn zin hết luôn. Chuẩn anh em, xe rất chuẩn luôn. Cái vàng sơn bạc chân rồi kia rồi nó còn lì 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 thời gian rất đã. Thì xì bo thì đi có cảm giác riêng của xì bo, còn Rojan thì đi cũng có cảm giác riêng của Rojan ha. Mỗi khi mà mình lười bóp bóp buông dậm đạp móc thiều thì mình lấy này đi sướng cái là nó có đề. À, bình vọng thì đủ là anh em cứ bấm đề mà phép nể cái đề của con này năm chín mấy mà kỹ sư thiết kế cũ đề cực kỳ nè, ấn nút nhẹ nổ nổ lon con khỏi bóp da ha. Đạp số 4 số tới 4 số lùi rồi đi thôi. Mấy thằng này thì như phép nói chuyện với anh em nãy, mấy thằng này thì chả ai dạy mà để mà mua nó mà để mà xài mà kêu là thịnh hành như những cái xe phổ thông đó. Tại vì anh em biết rồi, mua mấy cái này chủ yếu là để trải nghiệm đam mê hoài niệm xưa cũ hay là gì, vì cái đam mê hay thì khói thơm tiếng nổ thôi, chứ mấy cái này mà ai mà đi mua mà kêu chạy gáp chạy sơm chạy đường trường hay là đi chợ đi hàng ngày thôi đó. Đặc điểm của nó anh biết là hay thì ăn xăng, đồ đạc ốc zin không, đồ đạc phụ tùng ốc zin của nó đó, kể cả xì bo cũng vậy luôn. Đồ đạc phụ tùng phụ kiện thì khó thay thế, thợ thì nó cũng kén thợ đó. Bây giờ đi xa người ta đi ô tô quá chừng, có nhiều anh còn mang cái tiềm thức cũ lắm anh em. Nhiều khi mình nói đi ô tô cái họ họ bảo là gì mày giàu mày đi ô tô, ý là nó mình chảnh đó. Nhưng mà thật ra anh em tính đi, giờ anh em tự suy nghĩ đi, bảy người anh đi, anh em đi một cái buổi đám tiệc nào đó đó, anh em cầm xe gắn máy anh em đi với tôi, bảy người tôi thuê một chiếc ô tô có tài xế chở bảy anh em tôi đi, anh em thử tính tiền ra coi đó, về cái mặt mà kinh tế cái nào ngợi hơn. 7 người giờ hụt lên người nhiêu tiền đâu đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là vấn đề an toàn đó, đi đám tiệc leo lên xịnh leo xe hả mặc định thôi, tài xế chở mình thôi, mình không phải tham gia giao thông, mình cũng không phải chạy vậy đó. Kể cả anh em đi du lịch, phép nói là ví dụ quý von thì du lịch đi đám tiệc phải không, tội dạ với đèo xe máy đèo nhau đi chi cho cực vậy đó. Rồi trong khi đó chưa kể say xỉn nè, tai nạn giao thông nè, nó rồi chưa kể là bị là công an bấm nồng độ cồn một phát rồi anh ấy biết cái cảnh khổ cỡ nào rồi, sượng sượng rin đó. Mấy đó cũng là một cách tính đánh tiệc gì đó, họ gom gom nhau á, bắn lên chiếc bảy chỗ đi. Bây giờ nói với anh em dịch vụ vận tải, dịch vụ hành khách đầy, thấy không? Bởi vì phải nói với anh em nhiều khi phép cũng bị số anh em nói
Hôm có lần có anh em comment đó, mình nói như thế được là nói mình phân biệt giàu nghèo các kiểu, không phải đâu, cái này do cách tính á, do cách tính của mình á. Bây giờ nói chung là nhậu nhẹt cũng không nên chạy xe đâu, đi đám tiệc đi chơi bắt buộc phải nhậu, trừ khi anh em không biết nhậu nó. Chứ bây giờ hôm nay đi đám đám tiệc anh em làm sao mà né được chén này chén anh chén em chén chú chén bác, không thể nào mà tránh được. Còn mà đi du lịch hay là đi chơi mà không nhậu thì không có thưởng thức là đặc sản vùng miền, không có nhâm nhi một hai ly bia thì đi làm gì, ở nhà ngủ cho rồi hả. Mà đi như vậy chạy xe gắn máy mà đi thì cũng cực kỳ nguy hiểm ha, mất an toàn. Đẹp quá anh em ơi. Buổi tối thì chỉ như vậy thôi. Nói thẳng ra thì mấy cái xe này thì tại phép thích quá, thích thì mua chơi thôi, giá cũng cao rồi đó, thành ra bán cái chuyện buôn bán thì nói chung là lời thì bán nhưng mà cũng chả buồn bán, tại vì đã xác định là mua chơi mà anh em biết rồi đó. Thì chơi phép rất là may mắn là có cái kênh YouTube đó, được chia sẻ là cho anh em thích là đam mê hay là cái gì đó rồi quăng lên đó, mình nói ra được những cái đam mê của mình đó. Rồi ra ngoài ra mình còn chạy trải nghiệm cà phê cà pháo, quay thì quay úp úp vậy thôi, cũng chưa chắc là bán được, chưa chắc là anh em đã mua, nhưng mà có cái mình thích thì mình làm vậy đó, vậy đó. Cái này nó 110 vậy nè, 110 dòng này nó 110, công nhận cái mức độ riêng nó nhìn phê lắm anh em, phê lắm từng chi tiết. Lúc đầu thì chỉ sợ sợ thiếu bẩn, sợ nó không có rin, dán rin nó xấu này kia đồ ha. Nhưng mà khi mà thấy cái dán nó cái này, cái hình dán không có bẩn như thế này thì chả cần cái bẩn nữa. Đó nè, đó, ha, chả cần cái bẩn làm gì nữa. Đấy vậy đó. Mình coi được cái là bô e nè, e hai tầng anh em, hai tầng ha, hai tầng đó, rồi bô pin rồi bugi rồi là bình xăng con đó, để chần cục máy rồi rất là phê, ấp phê vậy đó. Bình bọng đồ đầy đủ là anh em cứ bấm nhẹ phát nổ rồi xin hết trơn luôn nha anh em. Hải quan chính ngạch đang qua riêng từ A tới Á. Rồi thì vậy thôi, buổi tối chúc anh em vui vẻ anh em ơi, bye bye.